đồng hồ thụy sĩ đến từ thương hiệu Titoni. Size của đồng hồ là 41.5, cả núm chưa tính núm là size 39. Đồng hồ automatic chạy tự động 3 kim 2 lịch. Lịch ngay vị trí 12 giờ thể hiện các thứ trong một tuần. Và lịch ngay vị trí 3 giờ là lịch có lúc thể hiện các ngày trong một tháng. Kim giờ, kim phút và xung quanh cọc số tất cả đều dạ quang. Ban đêm nó sáng rực, nhìn rất là đẹp và rất là tiện cho các bác theo giữa giờ. Cọc số trên mặt đồng hồ là cọc số nổi được đính rất là nhiều viên đá Swarovski. Những viên đá này rất là đẹp và sáng lấp lánh, làm tăng thêm cái tính thẩm mỹ cũng như là sang trọng cho cái mẫu đồng hồ này. Niền trên mặt đồng hồ là dạng niền khía, mắt sáng rất là đẹp. Tiêu chí mà hãng hướng đến cho cái mẫu đồng hồ này là sang trọng, lịch lãm và đẳng cấp. Giá bán mới của mẫu đồng hồ này trên thị trường dao động từ 40 triệu cho tới 46 triệu. Đây là đồng hồ đã qua sử dụng còn đẹp tầm 95-98%, nhưng giá bán rẻ hơn rất là nhiều, giá chỉ có 9.500.000. Giá bán rất là mềm, chưa tới 10 triệu, mình đã show một cái đồng hồ thụy sĩ chính hãng đến từ thương hiệu Titoni cho các bác sử dụng. Mặt kính trên đồng hồ là kính sao phi công cao cấp, chống chày và chống chói rất là tốt. Vỏ và dây của đồng hồ bằng thép không rỉ, mạ theo công nghệ BVD. Đây là công nghệ độc quyền chỉ nằm trên những mẫu đồng hồ thụy sĩ cao cấp. Thay vì các bác vào store mua đồng hồ mới có giá tầm trên 40 triệu, thì mình mua cái mẫu đồng hồ này đã qua sử dụng nhưng đẹp tầm 95-98%, chỉ có 9.500.000. Tính ra giá rất là mềm. Mình đã show một cái đồng hồ chuẩn xịn thụy sĩ đến từ thương hiệu Titoni, nguyên bản, nguyên zin còn mới đẹp xuất sắc. Núm zin trên đồng hồ có dập nổi hình cánh hoa tiết đến từ thương hiệu Titoni nè. Và ngay chốt khóa của đồng hồ cũng có thương hiệu Titoni. Ngay vị trí 12 giờ là logo hình cánh hoa tiết được dập nổi đến từ hãng Titoni. Ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ Comasking Automatic, đây là dòng cao cấp của thương hiệu Titoni. Và phía dưới hàng chữ Comasking là chữ Quickmax. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết mẫu đồng hồ này cho các bác tham khảo. Rất là đẹp, rất là sang trọng. Dê rất là đẹp luôn. Đan xen là hai màu vàng nhám và vàng bóng. Đeo lên ta rất là lịch lãm, sang trọng và đẳng cấp. Và bây giờ em sẽ mở bộ máy của đồng hồ cho các bác tham khảo. Đập vào mắt mình là hàng chữ Titoni. Bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ cho các bác sử dụng. Rất là nhiều viên đá ruby nằm rải rác xung quanh bộ máy của đồng hồ. Nguyên bản, nguyên zin, đẹp xuất sắc, hoạt động hoàn hảo.